nhói lòng lời nhắn của mẹ ruột ca nương Tú Thanh ở Úc không kịp về nhìn mặt con lần cuối. Sau một ngày kể từ vụ tai nạn thương tâm, gia đình của ca nương Tú Thanh đã tổ chức tang lễ cho cô bé Đặng Tú Thanh tại nhà riêng ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sau lễ truy điệu, linh cữu của Tú Thanh được mang đi hỏa táng vào chiều ngày 2 tháng 7 tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Hải Phòng. Nhiều người nấc nghẹn, xúc động dạt dào khi nhìn thấy tấm di ảnh của Tú Thanh trên bàn thờ. Ai cũng đồng cảm thương xót cho cô bé khi ra đi lúc tuổi đời còn quá nhỏ. Ngoài người thân, tang lễ của ca nương Tú Thanh còn có nhiều thầy cô, bạn bè ở trường và một số anh chị trong nghề tham dự. Đặc biệt tang lễ của Tú Thanh vắng bóng bố mẹ ruột của cô bé vì bận việc ở nước ngoài, không kịp về nước nhìn mặt con lần cuối. Mới đây trên trang cá nhân của mẹ ruột Tú Thanh, cô không nén được đau xót nói lời đưa tiễn con gái. Ngủ ngoan nhé em bé của mẹ, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ. Chia sẻ của mẹ Tú Thanh khiến ai đọc xong cũng nghẹn lòng. Không gì đau đớn bằng việc nghe hung tin của con gái, nhưng bản thân lại không thể cận kề có mặt bên con lúc sinh tử. Theo lời tiết lộ của gia đình, bố mẹ của Tú Thanh đã làm thủ tục để về Việt Nam ngay khi biết tin buồn. Tang lễ của Tú Thanh được giao cho họ hàng thân thiết thay mặt bố mẹ ruột lo liệu. Gia đình cũng không nhận vòng hoa phúng điếu từ người viếng. Sáng ngày 1 tháng 7, ca nương Tú Thanh cùng chị gái Tú Uyên di chuyển trên tuyến đường bộ ven biển thuộc địa bàn phường Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng. Chiếc xe điện của chị em Tú Thanh bất ngờ va chạm với một xe ô tô 5 chỗ. Vụ tai nạn khiến Tú Thanh tử vong tại chỗ vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái Tú Uyên bị thương nặng phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu. Hiện tình hình của Tú Uyên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang nhận sự điều trị tích cực ở bệnh viện. Các thành viên trong gia đình chưa dám nói cho Tú Uyên biết về việc Tú Thanh đã ra đi. Được biết Tú Thanh là tài năng âm nhạc nhí nổi tiếng của nền nghệ thuật Việt Nam. Năm 2016, Tú Thanh được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là ca nương nhỏ tuổi nhất. Khi chỉ mới 6 tuổi đã biểu diễn tài năng ca hát trên sân khấu, Tú Thanh có năng khiếu về nhiều loại hình âm nhạc dân gian như ca trù, sẩm, chèo.